Các bạn khán giả truyền hình thân mến, trước mắt chúng ta đang là những hình ảnh đầu tiên của trận đấu có thể nói là đáng chú ý nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Cuộc đọ sức mà chỉ trong ít ngày vừa qua thôi, nó đã tiêu tốn không ít bao nhiêu là giấy mực của báo chí và giới truyền thông. 70.000 ghế ngồi, chính xác là hơn 75.000 ghế ngồi trên sân dường như là khó có thể tìm ra một chỗ trống tại thời điểm này. Tất cả đang hướng về 90 phút sắp tới, 90 phút của sự kịch tính, 90 phút của sự bùng nổ và tất nhiên là của cả những bàn thắng. Lại một lần nữa xin chào các bạn, chúng tôi rất vui mừng được gặp lại các bạn. Cảm ơn anh, và đây là một trận đấu mà tôi đã mong chờ từ rất lâu rồi. Trận thi đấu giao hữu quốc tế. Và lúc này trận đấu giữa hai đội đang được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên hai kênh VTC1 và kênh truyền hình vệ tinh độ nét cao VTC HD4. Trận đấu đã bắt đầu. Và thực ra kể cả khi chúng ta biết được toàn bộ 11 cái tên xuất phát, chúng ta cũng rất khó có thể đoán được cụ thể sơ đồ của các cầu thủ thi đấu là như thế nào. Và ngay cả khi sơ đồ đã được định hình trong phút đầu, hoàn toàn có thể có sự hoán đổi vị trí trong phút tiếp theo. Và chính điều đó đã gây ra bất ngờ cho đối thủ. Vâng, như vậy là anh đã hóa giải được tình huống nguy hiểm. Pha bóng rất mạnh mẽ. Một cơ hội. Cơ hội. Radisaka. Khu vực giữa sân đang là một khu vực căng thẳng với rất nhiều những tình huống tranh chấp từ phía các cầu thủ của cả hai bên. Pha di chuyển ra biên. Một pha treo bóng vào trong. Ở cự ly như vừa rồi, nếu như tung ra một cú dứt điểm nhiều lực hơn thì có lẽ thủ thành bên phía đối phương đã không kịp phản xạ. Bóng đá rất thèm khung thành. Cedric Suarez. Rất khéo léo. Cú bấm bóng khá kỹ thuật. Vâng, như vậy là anh đã hóa giải được tình huống nguy hiểm. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Chuyển đi, mở biên đi. Một cái bóng vẫn trong cuộc. Aubameyang. Lacazette xoay trở rất khéo. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Aubameyang. David Luiz. Cedric Suarez. Chính xác, đó là một tình huống vào bóng quá quyết liệt. Một thẻ vàng, không quá bất ngờ khi trọng tài đã rút thẻ với tình huống phạm lỗi nguy hiểm như thế này. Coutinho. Đường truyền không tốt nên đã bị cản phá. Vẫn là những pha dạt ra biên. Chuyền đâu? Đánh đâu? Và cùng lúc này thì hiệp 1 đã khép lại. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì trọng tài Jonas Eriksson đã thổi còi cho hiệp 1 trận đấu được khép lại. Ở trong hiệp 1, các cầu thủ thi đấu cởi mở. Tưởng ngờ ngày hôm nay họ lại phải đối mặt với nhiều thách thức đến thế. Chung kết World Cup không phải kéo sang đến hiệp phụ cách đây đã 16 năm rồi, khi đội tuyển Brazil vượt qua đội tuyển Đức với tỷ số 2-0 nhờ hai bàn thắng của người ngoài hành tinh Ronaldo. Và đến kỳ World Cup lần này, chúng ta cũng thấy rằng khoảng cách và tỷ số, sự chênh lệch về mặt tỷ số giữa các đội bóng cũng là không cao. Mặt bằng trình độ bây giờ giữa các đội bóng đang được thu hẹp, yếu tố chiến thuật được đẩy lên cao hơn, thể lực tốt hơn, tốc độ hay hơn. Chuyển đi, đưa bóng vào, không được.
Coutinho. Một pha xử lý rất thoải mái. Ở những phút như thế này thì những cầu thủ có khả năng đột phá, khả năng xuyên phá và kết thúc trận đấu là rất quan trọng. Pha xử lý rất cơ bản. Đường truyền không chuẩn xác. Lionel Messi. Messi sẽ cần nhiều hơn những tình huống đột phá cá nhân. Sabella đã gọi anh là dòng nước giữa sa mạc đối với đội bóng của ông, tức là một người có thể mang lại sự sống trong những tình huống bóng chết và là một người có thể tạo ra sự thay đổi khi mà Argentina gặp khó khăn. Xử lý rất tự tin. Số 7 Antoine Griezmann. Như vậy là sẽ có một tình huống phát bóng lên. David Luiz. Dương Thanh Hào. Randis Saka. Pepe. Chúng ta đang được chứng kiến một pha thể hiện kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Jordi Alba. Sẽ có một phút bù giờ. Vẫn còn. Và như vậy là trọng tài đã nổ còi phép này thuộc chính. 9 phút thi đấu chính thức của trận đấu này đã khép lại với một kết quả rất kịch tính. Trong hiệp chính nhìn toàn cục. Hiệp phụ đầu tiên đã bắt đầu. Ở những phút cuối cùng hiệp 2 của trận đấu, một số vị trí đá xuống sức rất rõ. 9 phút thi đấu chính thức của trận đấu này đã khép lại với một kết quả rất kịch tính. Cú bẻ cổ chân trong tình huống vừa rồi là khá hay. Đó là một pha xử lý tương đối kín, khiến cho các thủ môn khó có thể đoán được hướng đi của trái bóng. Nhưng bẻ chân quá gấp đã khiến cho bóng đi chệch quá xa so với khung thành. Pha bóng rất mạnh mẽ. Chuyển đi. Dứt điểm. Nhịp dứt điểm có lẽ là hơi chậm chút ít. Nếu như dứt điểm ở nhịp sớm hơn và đá về phía góc xa, không hiểu là điều gì xảy ra. Coutinho. Phạm lỗi. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi khép này phụ đầu tiên. Hai đội sẽ đổi sân và thi đấu ngay hiệp phụ thứ hai. Hiệp phụ thứ hai trận đấu sẽ bắt đầu. Những trận đấu gần đây thì các trọng tài đã có ít cơ hội sử dụng va hơn. Và xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Chuyền vào. Coutinho. Xử lý rất tự tin. Aubameyang. Pha đột phá rất nhanh. Rất bình tĩnh. Chuyền vào. Quả đá phạt góc. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt. Và trong một thế trận kiểu như thế này thì đó là một hình ảnh mà có lẽ là sau ngày hôm nay báo chí sẽ phải nói đến rất nhiều. Và khi cự ly đội hình tốt thì nó giống như một khối hướng theo quả bóng vậy. Trái bóng đi đâu thì khối đó sẽ di chuyển theo hướng như vậy. Và gần như là không bị tách rời.
Đó là một bàn thắng thể hiện rất rõ. Và như vậy là trọng tài đã nổi tiếng gọi bán cuộc của trận đấu. Một trận đấu rất hay, cuốn hút. Cả hai bên đều đã chứng tỏ khả năng của mình vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu quá hay và quá hấp dẫn.